Xin chào các bác ạ. Cảm ơn các bác đã luôn ủng hộ theo dõi kênh, và các bác cũng nhớ ủng hộ đó là bấm đăng ký kênh bên dưới để cập nhật liên tục các món đồ, những chiếc xe đạp đẹp, những món đồ khác từ châu Âu về Việt Nam. Số điện thoại của em ở trên màn ảnh, nó là 0928538538. Các bác add Zalo để khi cần thông tin các bác kết nối giúp em. Đấy, địa chỉ ở em ở khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội các bác nhé. Đấy, tiếp tục về một chiếc xe đời 1968 năm mậu thân, và đó là một chiếc xe màu xanh Coban rất là đẹp. Chúng ta sẽ thấy rằng, vâng, nhiều bác gọi là xanh cổ vịt đều được các bác nhé. Đây chúng ta sẽ nhìn thấy ở trên đó là phần tay nắm zin bản này, tay nắm tay phanh hai mảnh này, và đây là chuông zin của Pozo. Cái đời này nó là chuông, nó không có, ngày xưa nó còn cái giấy này, nhưng nó bỏ nó mất rồi các bác, nó bay rồi, lâu năm rồi, ta nâu nó bay rồi. Đấy, còn đây là chuông zin của Pozo nhá. Đấy, ghi đông thì nó có những phần phôi phai của thời gian này, có những phần rôm nhỏ nhẹ này, nó in ra dòng thép mạ. Đấy, tiếp đến phốt tăng này, đấy các bác nhá, phốt tăng là attack này. Đấy, ok chưa ạ? Tiếp đến đó là phần tem, đó là tem, phần tem dán đỏ đây, giác co đây các bác nhá. Đấy, phanh này, đây phanh Pozo này, đấy các bác này. Đấy, phần sơn thì các bác nhìn cho em đây, có một vài điểm này. Đấy này, đây còn đây là màu thời gian này, đây này. Thằng tây là ông tây cũng đã có cái phần tỉa một chút nhỏ đây này, đây này, nhìn cho em này. Các bác nhìn chưa? Đấy, khi mua về xem đều thông báo rõ các bác nhé. Đây này, đấy, thấy chưa? Đấy, tay chuẩn hồng này, Meyer Antum này, đấy, gác đều bu bản nhôm này. Đấy các bác nhá. Đấy, nốt thì nốt 44 rồi nhá. Nốt 44 rồi nhá. Vành Rigida các bác nhá. Vành Rigida, đấy Made in France 650 này, vành chân bằng các bác nhá, vành chân bằng. Đấy. Tanh tiết đầy đủ. Đấy. Gác đầu bu đó là giống như cái con đời 1966 của em, đó là gác đầu bu trơn hai chỉ các bác nhá. Đấy, hai chỉ. Cái đèn này thì thằng Tây nó sử dụng cái đèn to cũng là cùng đời để cho vào đấy, nhưng mà nhìn nó không được hợp. Nếu các bác nào thích thì có thể đổi đèn khác. Nó có cái đèn quả xoài thì em cho đây, nó có cái móc đây này, đây này. Các bác nhìn thấy muốn nỗ đấy không, nó có cái móc đây nữa, thì các bác dùng để còn xoài cũng sẽ nhìn nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Cái cần thì bảo em đấy, như vậy còn về thì em để nguyên như thế. Tiếp đến nó phần bên dưới này, nó là phần sơn này, tiếp tục nó có những cái màu thời gian này, nhẹ nhẹ này các bác, là những cái vết này. Đấy, tiếp theo này, đấy khóa cổ này, bơm này, bơm nhôm tây này, chữ Pozo này. Đấy, pedal là pedal khẩu mía này các bác chưa, pedal khẩu mía này, đùi này. Chân chống này, chân chống mới, lá đề em lắp tạm vào, em để chống xe bởi vì chân chống tây nhà em không còn, và khi mua xe này bên kia nó không có chân chống, chứ hiện tại không còn chân chống tây. Các bác lấy thì em sẽ cố gắng em mua em bù vào cho thôi các bác nhé. Đấy, nói rất rõ, đây là chân chống nội địa, còn khi mua thì em sẽ bù chân chống tây khác vào cho các bác. Đấy, tiếp tục con này đó là phần phanh này, này kéo xong này, đây nó có cái màu phôi thời gian, phôi phai này, đấy này, tem này. Đấy, các bác này nhìn tem đẹp này. Đấy, yên má nợ này, yên da má nợ này, được chưa, túi kính này. Đấy, củ điện này. Đấy, gác ba kha dây chun này. Đấy. Đấy, tay hồng này, series này. Đấy, vành sau này. Nói chung con này cũng còn khá ok và đẹp. Đấy. Đèn lưỡi lợn này. Đấy, bộ chuyển đổi Simulac màu đỏ này, níp 3 tầng, pedal này. Pedal khẩu mía tiếp này. Đấy. Rồi chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây nó cái phần rè chắn xích đúng không ạ? Đây có chữ là Debussy, đó là chuyên bản của nó rồi. Và cái màu thời gian nó cũng có độ rôm này, các bác nhìn cho em này, nhìn kỹ cho em nhé. Đây là huy hiệu của đây, nó có độ rôm của nó nhé, độ rôm nhất định nhé. Đấy, độ rôm này không tránh ở đâu từ 1968 đến bây giờ. Đấy, đấy các bác nhìn cho em, rất là đổ cũng khá đều. Tức là trước này thì mình nhận định đó là nó xuống đồ đều, tất cả đồ từ nốt, từ sơn, từ ghi đông, từ gác ba ga, rồi nó đều xuống cái màu nó khá đều theo xe. Thế cho nên là chơi một chiếc này nó cũng khá là ok đối với các bác. Đấy, nhất là những bác nào thích cái dòng khóa cổ mà sâu tuổi thì đây là một chiếc rất ok. Em đã đạp thử rồi, nó có cái yên má sệ đạp rất là sướng các bác nhá. Đấy. Và chiếc này thì tổng quan đánh giá qua thì em sẽ đánh giá cho điểm nó công bằng, khách quan, nó được 80% về sơn. Có thể đối với các bác nó sẽ hơn, nhưng đối với em chỉ cho 80% về điểm thôi. Nhưng nó xuống màu theo thời gian đều, đó là lời 1968. Đấy. Trước này thì có duy nhất đó là cái chân chống, nó là chân chống mới, em lắp tạm vào để chống cho xe để quay các bác thôi. Còn nếu các bác lấy thì em sẽ mua một cái chân chống zin tây lắp vào để bù vào cho các bác nhé. Còn tất cả những đồ khác đều đồ tây hết, không có gì của Việt Nam các bác nhá. Sơn chiếc cũng là gọi là có một vài cái điểm đó là ông tây ông ấy chấm bên kia vào, thì về em không có động vào. Đấy, như vậy cho nó dễ, bởi vì nếu mà đã xác định làm thì làm cho đẹp, chứ không làm nhôm nham. Đấy, nhưng còn bên kia người ta đi cái xe để trước người ta sót, người ta chấm vào một vài cái thì em có thông báo rõ các bác những chỗ em đã chỉ. Những bác nào cần thì các bác có thể nhìn lại cái chỗ em đã quay đấy, thì các bác tua lại nhá. Còn xe thì nói chung là tiền nào phải đấy, em chỉ cam kết các bác là đúng như những cái gì nó nói, đồ chuyển làm sao như thế nào. Đấy, và bác nào yêu mến chiếc này thì cũng xin liên hệ giúp em theo số điện thoại ở trên màn ảnh 0928538538. Chiếc này
Với giá trước này chắc chắn là êm ái, khẳng định các bác, bởi vì với đời 1968 như này thì em đưa ra cái giá rất là mềm, các bác có thể chơi được một chiếc này với giá rất tuyệt vời các bác nhá. Đấy, các bác cũng ủng hộ và liên hệ trực tiếp cho em, số điện thoại của em ở trên rồi. Một lần nữa xin cảm ơn, kính chúc các bác sức khỏe, hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.